anh em đã coi hết clip của Thạch chưa? Những cái clip Thạch chia sẻ cho anh em đó coi hết chưa? Hiện giờ là 120 clip rồi đó, nếu anh em đã coi hết thì chắc chắn rằng điều anh em đã có kinh nghiệm để chơi cái bo là có mặt. Thì hôm nay Thạch sẽ hướng dẫn cho anh em thêm một cái kinh nghiệm nữa, là hôm nay Thạch sẽ hướng dẫn cho anh em coi những món đồ game nha. Tại vì khi mà Thạch muốn làm cái clip nào đó thì phải có cái món đồ đó để chỉ cho anh em tận mắt thì anh em nhìn mới biết được. Cũng như vậy nè, anh em thấy chiếc xe này Thạch tháo quanh chặn này vậy không? Mục đích của Thạch đó là khi anh em đến đây giao lưu với Thạch, những anh em mới xa nha, đến giao lưu với Thạch thì một ngày Thạch nói chung là tiếp cũng rất là nhiều anh em đó, hỏi xa lắm lợi để chia sẻ kinh nghiệm á, đến uống cà phê ngồi nói chuyện chơi rất là vui. Thì Thạch mới suy nghĩ ra một cái ý tưởng nào là tháo hết chiếc xe ra ra vậy nè, để chỉ cho anh em từng món đồ nào đó thì có thực tế luôn, là lấy chiếc xe này để mà chia sẻ kinh nghiệm nè. Tháo ra khi anh em vào thì anh em không biết không hiểu chỗ nào thì Thạch sẽ chỉ cho anh em những món đồ đó, coi như chiếc xe này để chia sẻ kinh nghiệm cho anh em đến chơi có xe tận mắt để xem luôn. Thì bây giờ Thạch sẽ hướng dẫn cho anh em coi nhiều món đồ nữa, IC, căm, dành, rồi lock riêng các thứ nhiều lắm, nó kể mất đâu. Rồi vô đây nè, vô đây Thạch chỉ cho. Mình coi trước IC đi ha. Thì đây IC, IC green của Sibo. Là D11, đó anh em thấy không? Đây, D11. Đời cao 2.1, 2.2 hoặc xa chia gì đó là D12. Nhưng mà Thạch thấy là D12 là của xa chia là rất nhiều đó anh em. Nhiều là D12 đó. Tại vì riêng đặc biệt Sibo là chỉ D11 thôi. D11 là Sibo, còn D12 là xa chia. Xa chia là xài IC D12. Đây, còn căm nè, căm rin nè, anh em thấy không, căm rin nè, căm rin là đầu nó có núm nè, đó căm rin, đồ rã Thạch nhiều lắm nghe anh em, căm rin có núm, đồ rã nhiều, căm có núm rin chưa xài luôn. Thấy không? Chá. Đó, vậy đi. Cầm có núm riêng chưa xài, Thạch cũng có luôn. Thạch chuyên mua bán đồ gã xe Sibo nha anh em. Đây nồi chưa tán, riêng Sibo. Nồi chưa tán. Thạch có. Thạch có luôn nguyên bộ số gã Sibo chưa, còn tuyệt đẹp luôn. Và tiếp theo đây là đồng hồ rin gã 2021. Nè, Thạch chỉ anh em nhận dạng nè. Những cái đồng hồ rin là sẽ có chữ nổi trong này. Nổi. Còn những cái đồng hồ mới bây giờ loại 1, loại 2 rin Malai cũng không có luôn. Đây. Đó, đồng hồ gã Thạch rất thích đồ gã, anh em mà có đồ gã bán đúng đồ gã gin, alo Thạch giá hợp lệ Thạch mua nha. Đồng hồ gã nhìn mình nhìn mặt trên phân biệt nè, mặt trên là nếu như muốn gin gã gin theo xe nha anh em, chứ không phải là nè, nhìn số km á, nó là số nhỏ nha. Số nhỏ. Nè Thạch lấy hai cái đồng hồ kia ra Thạch so sánh cho anh em xem ha. Rồi đây đây đây, hai cái đồng hồ hàng mới bây giờ nè, anh em nhìn thấy thứ nhất nè, số km nè, lớn nè nha, nè này còn gin nè, anh em thấy không nè, coi này trước đi, nhỏ đúng không, nè lớn nè,
thấy rõ chưa? Đó nè, đó là nhìn mặt trên nha. Rồi mặt trong nè, thì của thạch riêng gã thì nó sẽ có chữ nổi nè, ký hiệu nè. Đó, còn nè, anh em thấy không? Không có. Cái này là cách đơn giản, nhìn biết liền. Hai cái luôn, không có nè. Và cái màu nó ngà ngà nữa. Màu nó trắng. Đó, hai cái mới. Đây là đồ gã. Ba cái này còn đẹp nha anh em, hoạt động bình thường, đồ gã thạch mua đó. Trời, đẹp tuyệt vời, rin, gã theo xe. Rồi, đây, đây cái món này mới hiếm nữa. Đây, thạch chỉ cho anh em nhận dạng cắm niền ha. Đây là cắm niền. Thạch đồ cổ nhiều lắm. Mua về chia sẻ cho anh em nào thích thì thạch chia lại. Còn có bán thì thạch mua. Đây. Tháng 8 năm 2000. Đặc biệt là cắm niền Sibo nha anh em. Là mình nè, nhìn nè, thứ nhất là bản vuông lớn nè. Cái thứ hai là nó sẽ đóng luôn cái tháng nè, của đời nào đóng đời đó nha anh em. Giống như cái chiếc 98 thạch quay bộ cho anh em xem, đời 98 là đóng 98. Còn chiếc 99 cọp ở Bạc Liêu thì đóng 99. Còn này là 2000 là đóng 2000, đặc biệt Sibo là đóng vậy, đời nào theo đời đó. Chứ không phải là anh em nhìn chiếc xe, ừ, đúng dành Sibo bản vuông là đúng của theo xe, đâu phải. Phải nhìn có đúng đời không nữa mới được. Như là cái này là chỉ vô xe 2000 là ok. Bản vuông. Này là cái sao mà đẹp lắm nha anh em. Tuyệt đẹp à. Nè. Mua đồ riêng gã nhưng mà phải riêng đẹp mới mua nha. Đây. Cái trước. Đây. 2000 tháng 11 2000. Đầu cầm núm. Tuyệt đẹp. Dày cui. Đó. Đùm còn đẹp tuyệt vời luôn. Rồi. Tiếp theo. Nghe nhẹ. Đây, đồ giữ. Anh em có mấy đồ gã này cứ alo thạch lụm hết. Còn anh em nào thiếu á, muốn xài á, alo thạch chia lại nha. Lóc riêng. Đây. Riêng mà nó sơn còn đẹp nha. Đồ gã mà đẹp gì mới mua. Nguyên bộ lóc riêng nha anh em. Nè. Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời mặt trời. Đồ siêu tập của thạch. Đồ dữ lắm. Đó. Nguyên bộ nhé. Này siêu tập lâu lắm rồi mới được có một bộ màu đẹp vậy à. Đó. Rồi tiếp theo. Hàng này mới giữ nữa nè. Cái này mới giữ nè. Cái này đi, cái này giữ hơn. Bô ram 99 bóng. Anh em thấy nó bóng bóng không? Thấy không? Đó. Nè bóng nè, bóng nè. Đúng gã theo xe nha anh em, gã trên xe xuống nha, chứ không phải là đồ hộp hay là đồ thùng gì, cái đó thì nó hơi khó nói. Còn này là đúng gã theo chiếc xe xuống là nó phải vậy nè. Nó phải phớt phớt, chày chày chủ chủ hiện tại trên xe xài mà. Bù ram 99. Thạch còn 2 cây. Đây một cây nữa. Đây. Nổ bao tê nha, bao phê. Ram 99. Rồi. Còn cái này là của 2000. Đúng gã trên chiếc xe 2000 xuống nha anh em. Chứ không phải là hàng lô nha, đúng gã trên xe 2000 xuống. Ba bát đàng hoàng nhưng mà bị cắt hết bát rồi, cái này mai thạch làm lại là ok. Có bát. Đó.
dạng khè luôn. 2.000. Tiếp theo là cây này 2.1. Đúng gã trên xe. Tháo lên xe Sibo 2.1 xuống. Tại xe 2.1 tới vô bô gam 99. Thạch tháo. Đây. 2.2. Gãi xe. Mấy cái này thì không có giá bằng bô 99 nha anh em. Không có giá trị bằng cái bô 99. Bô 99 giá trị hơn nhưng mà nó cũng là ghiên gã theo xe, tiếng nổ cũng hay lắm chứ không phải là bình thường đâu. Tiếng nổ nhỏ nhưng mà gắt. Nhỏ mà giòn chứ không phải là nhỏ giòn mà la lớn đâu. Thì hai cây gam bóng. Anh em nhìn nhìn cái phân biệt được ha. Nè, gam bóng nha. Răm bóng là mình nhìn kỹ nè, nè. Đó răm bóng đó, anh em nhìn ha, thấy không? Nè. Còn này là lên nước bóng khác nha. Để nhìn lầm á. Này là đứng đứng đây nhìn thấy nè. Đó, răm bóng nhìn là thấy răm bóng khác ha, còn này lên bóng là khác. Rồi thì thạch hướng dẫn sơ sơ cho anh em mấy món đồ riêng vậy đó. Thì mai này anh em có nhìn để biết được có đồ riêng nha. Rồi thì clip hướng dẫn chỉ đồ riêng cho anh em đến đây đã kết thúc. Thì anh em nào muốn giao lưu được với Thạch thì cứ đến tiệm Minh Thạch, có nhớ ý ngủ một về anh em mình nói chuyện chơi về xe cũng là vui rồi. Anh em nào có những món đồ riêng như Thạch giới thiệu á, muốn bán thì alo cho Thạch, Thạch sẽ mua đúng đồ riêng gã thì Thạch sẽ mua, Thạch thích lắm. Còn những anh em nào cầm đồ riêng gã thì alo cho Thạch, Thạch có chia lại cho anh em. Rồi giờ chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở clip sau nhé. Thạch sẽ gửi đến cho anh em những điểm gì nữa. Rồi chào.